bạn của tôi ơi. Nè, có gì? Bữa nay chạy qua đây có chuyện tôi muốn giao lưu với bà. Rồi, sao? Có chuyện gì nói đi. Tôi có cái sự tích này muốn kể cho bà nghe. Sự tích về loài thú. Gì tự nhiên rảnh nói về loài thú? Con lợn. Con lợn hả? Ngày xưa trong một cái làng nọ, có một con vật người ta không biết là con gì, bỗng nhiên nó kêu lên 3 tiếng ọc ọc ọc, vậy là người ta biết là con lợn. Hay không? Có luôn hả? Con gì nữa không? Hỏi con gà đi. Hỏi con gà. Con gà làm sao? Ngày xưa trong một cái làng nọ, có một con vật người ta không biết là con gì, bỗng nhiên một ngày nọ nó kêu lên 3 tôi tiếng. Tôi biết rồi. Hả? Đúng không? Không phải, kêu cục tác cục tác. Thật sự là bữa nay tôi qua là tôi muốn mở đầu câu chuyện như vậy để tôi muốn nói tới con gà. Trời, dòng do một hồi. Như quê tôi mới gửi mấy con gà lên, nhiều lắm, cả chục con á. Xong rồi cái tôi không biết làm cái món gì để Tết này mình mời dòng họ bà con ở trên đây gom lại mình ăn uống một cái buổi gọi là đoàn viên với nhau, đúng không? Cho nên là tôi qua tôi hỏi ý bà. Giờ bà nghĩ con gà mình làm món gì ngon? Gà vườn thì ngon lắm. Tôi thấy có gà nướng nè, gà luộc nè, gà hấp, mấy món mà người ta hay làm đó. Trời ơi, mấy món đó bình thường quá. Bây giờ không lạ hả? Ừ, lạ. Tôi thấy có một ý hay nè, hỏi đầu bếp cho món ngon cuối tuần đó. Trời ơi, bingo. Tôi không nghĩ ra ta. Trời ơi, ông hỏi tôi là đúng rồi. Cảm ơn bà nha. Vậy bây giờ tôi phải chạy một cái ù lên, tôi hỏi liền anh đầu bếp mới được. Nhớ cho tôi ăn nữa nha. Rồi anh xin chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình Món Ngon Cuối Tuần. Và khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng tôi được phát sóng vào lúc 11:50 vào các ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Cùng đồng hành với anh hôm nay trong gian bếp của Món Ngon Cuối Tuần đó là diễn viên Y Nhu. Anh chào Y Nhu. Dạ, chào anh Rà Thành. Chúc mừng em năm mới em. Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả. Anh Rà Thành ơi, thật sự là bữa nay là tới với chương trình là Món Ngon Cuối Tuần á, em cũng có một cái chuyện này muốn nói với anh. Là gia đình của em á có gửi quà với quê lên mà nhiều cái nguyên liệu quá em không biết là chuẩn bị nấu như thế nào á, cho nên là tới đây nhờ anh giúp đỡ. Mà ở dưới quê gửi lên cho em là nguyên liệu gì? Dạ đây. Đây nè anh. Để cho anh biết không? Không phải này. Tờ giấy thôi, để em đưa cái nguyên liệu đó cho anh coi nha. Đây. Anh cầm cái hộp quẹt này, anh bật cái lửa lên giùm em cái nha. Rồi, em để tờ giấy này vô cái nguyên liệu nó xuất hiện ra. Dạ, thiệt lên. Luôn á hả? Dạ, bật lên đi anh. Năm mới đừng có giỡn nha anh nha. Không, anh em làm thiệt. Đây. Dạ, đây ạ. Dạ không, giỡn thôi. Hay quá vậy. Dạ. Dưới quê em, đây là con gà. Dưới quê em có gửi gà lên nhưng mà không phải gà đồ chơi, mà gà thiệt. Đây, hồi sáng em có nhờ anh chuẩn bị trước giùm em này đó. Dạ. Ủa mà anh hỏi nhỏ vô nè, em có cái tài năng ảo thuật nữa hả? Dạ, cái này em nghiên cứu sơ sơ thôi. Trời, bất ngờ quá quý vị ơi. Ngoài diễn xuất ra em còn đi làm ảo thuật nữa. Dạ, hay sao? Dạ đúng rồi, bây giờ anh Rành làm ơn chỉ em làm cái món gà đi rồi xong rồi em chỉ anh Rành ảo thuật lại. Dạ. Ok, rồi nha. Và hôm nay Ryan cũng mang đến một món ăn cũng lạ mà cũng rất là ngon miệng. Món này có tên là gà nấu măng chua. Gà nấu măng chua? Ừ. Được, nghe lạ anh. Bây giờ chắc mình làm mình liền đi hả? Ừ. Thì gà chúng ta sẽ có rất là nhiều cách chế biến khác nhau và sẽ có nhiều cách nấu khác nhau. Đầu tiên mình sẽ sơ chế cái phần gà trước. Gà thì chúng ta làm sạch, sau đó chúng ta rửa, chúng ta để ráo. Anh sẽ nấu cái phần nước dùng lẩu trước. Rồi, chảo nóng chúng ta sẽ cho tỏi, hành tím vào. Gừng, sả. Sau đó anh cho vào đây một quả ớt hiểm và vài lát ớt sừng để nó tạo thêm cái độ cay và độ thơm. Tiếp theo anh cho cà chua vào. Mình chừa lại vài lát để chúng ta trang trí. Rồi chúng ta sẽ cho nước dừa. Sau khi cho nước dừa xong, chúng ta cho thêm nước lọc. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đợi cho cái phần hỗn hợp này sôi lên. Trong khi chờ đợi cái phần hỗn hợp này sôi lên, chúng ta sẽ áp chảo cái phần thịt gà. Chúng ta cho vào đây dầu ăn. Thật ra thì mình không cần áp chảo cái phần thịt gà này cũng được. Chúng ta có thể cho vào nước sôi chúng ta trụng sơ, rồi chúng ta cho vào nồi lẩu. Nhưng mà ở đây anh muốn xào cho cái phần thịt gà nó săn trước. Nhưng mà áp chảo vậy nó sẽ săn với lại nó thơm hơn đúng không ạ? Đúng rồi, phần đầu gà chúng ta cho vào trong nồi lẩu. Chân gà chúng ta cũng cho vào nước lẩu luôn. Dầu thật nóng. Mình sẽ áp chảo bao lâu mình biết nó đã săn lại hả anh? Mình thấy cái màu da và cái thịt nó săn lại, cái màu da bên ngoài nó hơi vàng nâu nhẹ là được. Anh cho cái phần thịt trắng vào.
cho vào đây gừng, tỏi, sả, hành tím. Giờ chúng ta đảo đều. Mình nêm gia vị ở đây luôn. Chúng ta cho hạt nêm, có muối, có đường, một chút tiêu, nước mắm. À, bây giờ chúng ta đảo đều. Và bây giờ phần gà này chúng ta nấu khoảng chừng 10 phút cho nó tan gia vị và nó thấm đều vào gà. Là một con gà đó là mình khoảng bao nhiêu lít nước bên kia? Anh dùng khoảng 3 lít rưỡi đến 4 lít. Sau khi cái phần nước bên đây sôi thì chúng ta sẽ cho măng vào. Rồi bây giờ mình sẽ chờ phần nước này sôi lại, sau đó chúng ta sẽ cho cái phần gà bên đây vào phần nước lẩu. Gà này chúng ta đã xào chín khoảng 80% rồi. Mình sẽ cho vào đây mình nấu khoảng chừng 10 phút nữa là được rồi. Trong lúc chờ đợi mình sẽ cắt cái phần rau nêm. Cái rau này sau khi mà mình nấu xong rồi mình mới cho nó vô đúng không anh? Đúng rồi em. Khi mình ra món. Và món ăn của chúng ta đã hoàn thành khoảng 80%. Bây giờ sẽ cho cái phần gà này qua bên cái phần nồi lẩu. Và chúng ta nấu thêm khoảng 10 phút nữa rồi chúng ta sẽ ra món nha quý vị. Chúng ta lấy luôn cái phần nước, bởi vì phần nước này chúng ta đã nêm gia vị rồi. Lẩu là lựa chọn được nhiều gia đình ưa thích vào các dịp họp mặt hoặc trong các bữa tiệc vì có thể kết hợp thêm với mì, bún và rau. Món ngon cuối tuần xin gợi ý món gà nấu măng chua, không chỉ có thể ăn cùng cơm mà còn có thể dùng như một món lẩu thơm ngon, đậm đà, kích thích vị giác. Dù thời tiết oi bức hay se lạnh thì món gà nấu măng chua cũng hết sức phù hợp để cùng nhau thưởng thức, trò chuyện sau một tuần học tập, làm việc. Và phần lẩu gà của chúng ta đã xong rồi. Dạ, bây giờ anh mở nắp nha. Wow, rất là hấp dẫn đúng không? À, đây anh lấy bún cho em. Dạ, cảm ơn anh. Hồi nãy nghe anh nói cái món này thôi em thấy lạ tai. Anh làm cái em thấy lạ mắt, bây giờ để ăn thử coi nó lạ miệng làm sao nè. Ok, ăn kèm miếng rau nè, miếng tỏi phi nè. Dạ. Mình ăn đầy đủ cái hương vị đó, mình sẽ cảm nhận được cái hương thơm. Gà nấu măng chua. Dạ. Em ăn nước lẩu nữa. Với món gà nấu măng chua này chúng ta ăn như là một loại lẩu cũng được quý vị. Hoặc là chúng ta ăn như là một món canh ăn kèm với cơm ở nhà cũng rất là ngon. Cái gà này nãy em nhìn thấy nấu em tưởng là nó dai nhưng mà giờ được cắn luôn nó mềm. Vừa miệng lắm luôn á. Với một nồi gà nấu măng chua này chúng ta ăn kèm vào những ngày thời tiết se lạnh nè. Rồi những ngày mà hội họp với bạn bè quý vị cũng rất là vui và ấm cúng. Cái nước này, nước dùng này nó cảm thấy nó có cái vị chua mà nó chua chua vừa phải á, chứ không phải là chua quá. Nó rất là hợp với cái thịt gà này luôn. Mà hồi nãy em thấy anh khử mùi cái gà này bằng cái rượu á. Nếu như mà bây giờ em không nấu gà mà em nấu bằng cái vị thịt vịt đi thì cái rượu đó nó khử cũng được đúng không? Thì mình cũng làm y chang. Làm y chang vậy luôn. Ngon lắm. Em cảm thấy hôm nay là rất là may mắn khi mà được anh Ray Anh là hướng dẫn em nấu cái món này. Chắc chắn hai đợt này về nhà Tết này em sẽ nấu cho gia đình em ăn cái món gà này. Còn chính con là nấu đúng chính mùng luôn. Dạ. À, em còn nhớ là em đã ăn gì không? Em hướng dẫn anh tiết mục võ thuật. Đúng rồi. Sau chương trình nhớ dạy danh đó nha. Dạ. Kính thưa quý vị khán giả ơi, như vậy thì còn gì mà nó hạnh phúc, mà nó sung sướng bằng khi mà mỗi cuối tuần chúng ta sẽ quay quần bên gia đình, mà đặc biệt là cái dịp Tết này nữa. Đó, gia đình đoàn viên với nhau ngồi trước cái món ngon cuối tuần, đó là cái món là gà nấu măng chua như vậy. Đó, gia đình mình còn ngồi thưởng thức nè, cùng nói chuyện với nhau, chia sẻ những chuyện vui ngày Tết. Đó, rất là thú vị và hợp lý luôn đúng không anh? Đúng rồi. Và đến đây thì thời lượng cũng đã hết. Xin chào tất cả quý vị khán giả và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả vào lúc 11:50 thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật hàng tuần trên truyền hình Vĩnh Long 1. Bây giờ Y Nhu và anh Ryan xin chào và hẹn gặp lại.